Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Chuyên mục review ngày hôm nay sẽ gọi tên mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Sang Bleu 39mm. Có một chìa khóa cho sự thành công của bất kỳ thương hiệu đồng hồ nào, đó là sự nhận diện. Nhận diện một chiếc đồng hồ từ mọi góc cạnh dù đứng trong một đám đông đa dạng, và Hublot Big Bang là một thiết kế như vậy. Như các bạn đã biết thì Sang Bleu là bộ sưu tập mà Hublot kết hợp với nghệ sĩ xăm mình Maxime Büchi với dòng Big Bang đã được nghệ nhân lựa chọn để biến đổi và sáng tạo. Từ khi ra mắt thì dòng đồng hồ này đã tạo được tiếng vang trong làng chế tác đồng hồ cũng như được rất nhiều các khách hàng săn đón. Và bộ sưu tập Hublot Sang Bleu là bộ sưu tập limited, chính vì thế để sở hữu được một chiếc đồng hồ cho riêng mình lại càng trở nên khó khăn. Đầu tiên, hãy kể đến nguồn gốc của sự kết hợp này. Sang Bleu là một studio chuyên hình xăm nổi tiếng đã từng phục vụ những siêu sao nổi tiếng như là Kanye West và cả những ngôi nhà thời trang danh tiếng như là Alexander McQueen hay là Balenciaga. Là nhà sáng lập của Sang Bleu, Tattoo Studio đã đảm nhiệm phần thiết kế cho dòng đồng hồ Hublot Big Bang Sang Bleu xuất hiện lần đầu năm 2016. Trong thiết kế đồng hồ của mình thì Maxime Büchi hy vọng là có thể mang đến sợi dây kết nối giữa thương hiệu Hublot và Studio Sang Bleu. Kể từ đó thì nguyên tắc fusion trộn lẫn được thể hiện thông qua chất liệu, kỹ thuật và đặc trưng của cả hai. Đầu tiên là bộ vỏ và mặt số hiển thị. Chiếc đồng hồ này có một thiết kế rất là riêng. Nó xuất hiện với những đường thẳng dứt khoát, ví như là vành benzo trộn lẫn giữa hình tròn và hình lục giác trên chiếc đồng hồ này là điều rất là ít xuất hiện trong làng chế tác. Maxime Büchi đã tiết lộ rằng đặc trưng hình học với sự đối xứng trên toàn bộ thiết kế là được lấy cảm hứng từ bức vẽ Vitruvian Man của Leonardo da Vinci. Chính cái sự cân đối của Vitruvian Man là nguồn động lực để mà ông có thể tạo nên cái thiết kế này cho Sang Bleu. Và từ đó thì một thiết kế biết mê hoặc lòng người đã ra đời. Mẫu đồng hồ này có bộ vỏ kích thước 39mm, kích thước mà theo thương hiệu là dành cho nữ giới. Dù vậy, nam giới hoàn hảo có thể đeo phù hợp mẫu đồng hồ này. Vẻ ngoài chiếc đồng hồ khá là góc cạnh, điều mà được tạo nên bởi những chi tiết mang tính đối xứng xuất hiện trên bộ khung vỏ. Vành benzo đối xứng hay những đường vát chéo trên cẳng nối dây đồng hồ cũng đối xứng cùng nhau. Chất liệu của phiên bản Sang Bleu là thép và titanium, và nhà sản xuất đã bố trí một mặt số màu xanh thẫm cùng với dây đeo cùng màu. So với phiên bản Sang Bleu King Gold 39mm thì phiên bản này đã bớt đi phần rực rỡ, bớt đi cái phần bảo thủ và thêm vào đó sự hiện đại và thời trang. Sắc Sang Bleu giờ đây rất là được ưa chuộng, xuất hiện trong phần lớn thiết kế từ các thương hiệu đồng hồ bởi đặc tính thời trang, dễ kết hợp trang phục. Dù là xanh băng giá, xanh thẫm, xanh dương thì thiết kế hiện lên đều rất là phóng khoáng và không kém trang phục. Với mọi chiếc Sang Bleu, dây đeo còn có thể tháo rời một cách dễ dàng khi được tích hợp cơ chế One Click cải tiến của Hublot. Cơ chế One Click xuất hiện lần đầu tiên ở những model đồng hồ nữ dành cho những cô nàng yêu thích sự linh hoạt, thích được thay đổi dây đeo thuận tiện chỉ với một lần bấm nhẹ. Dây đeo có hai mặt cao su và mặt da, một đặc trưng rất là Hublot, điều mà Maxime Büchi vẫn luôn duy trì trong các thiết kế mình tạo ra. Một chiếc đồng hồ chứa đựng những ưu điểm của cả hai bên, một thiết kế mang tính cộng hưởng. Dù vậy thì ở thiết kế mặt số của mẫu đồng hồ này đều dễ dàng nhìn ra được sắc màu mà Maxime Büchi chiếm ưu thế tại nơi đây. Các con số là dấu hiệu độc quyền được tạo ra bởi Maxime Büchi, hay những đĩa hình học đan xen lẫn nhau cũng là dấu ấn riêng của người đàn ông này. Trên mặt số đồng hồ, đĩa quay lớn nhất sẽ nhằm chỉ giờ, đĩa xoay nhỏ hơn sẽ chỉ báo phút. Những chuyển động của hai đĩa này sẽ là rất nhỏ và phải thật sự là tập trung thì mới nhận ra được sự thay đổi đúng lúc chuyển giao, khác hẳn với chuyển động liên tục của đĩa lục giác trong cùng. Và để thuận tiện cho người đeo theo dõi thời gian thì tại đỉnh của đĩa báo giờ và phút đều được phủ thêm chất phát quang Super Luminova. Dù có thiết kế cực kỳ là khác biệt so với những chiếc đồng hồ khác trong đại gia đình Big Bang thì mẫu đồng hồ Sang Bleu vẫn được đảm bảo năng lượng bởi bộ máy truyền thống là HUB1710. Với chức năng chỉ báo giờ, phút, giây cơ bản, bộ máy HUB1710 đã được thương hiệu Hublot trang bị cho các thiết kế thuộc dòng Spirit Big Bang 39mm là chủ yếu. Bộ máy HUB1710 có nền tảng là máy Zenith Elite 670 sẽ đập với tần số 28.800 vph và khả năng chữ code đạt 50 giờ. Kết lại nào, Hublot Big Bang Sang Bleu là một phiên bản thú vị đến từ Hublot, thể hiện được tính thẩm mỹ tuyệt vời. Tôi yêu thích sự sáng tạo hiện lên trong mọi ngóc ngách của thiết kế, điều mà được lấy cảm hứng từ bức vẽ Vitruvian Man và thêm vào màu sắc riêng của người nghệ sĩ của các hình xăm Maxime Büchi. Còn với các bạn thì không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Xin chào và hẹn gặp lại.